Hello anh chị, đường trống bo lại về nha. Đường trống bo lại về, bữa nay về có nhiều màu cho anh chị nha. Đủ màu cho anh chị luôn. Có trắng. Có màu trắng viền gỗ nha. Trắng viền gỗ thì nó rẻ. Trắng viền gỗ. Rồi viền inox xanh trong, mẫu xưa nay rất là hot. Viền xanh, mạch xanh trong. Mẫu này cũng rất là đẹp luôn, anh chị xem. Rất là đẹp luôn. Rồi mẫu trắng đục viền inox. Trắng đục viền inox về số lượng rất nhiều nha anh chị. Về số lượng rất nhiều. Đó, về số lượng. Anh chị nào mà cần số lượng về cửa hàng mình trong cái mùa hè này á thì cứ inbox bên em nha, sẽ trả giá cực kỳ hợp lý. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì bên em giao trong ngày cho anh chị nhé. Còn nếu mà anh chị ở tỉnh thì bên em gửi xe cho. Số lượng rất nhiều. Cùng mở khui ra cho anh chị xem mẫu thôi. Còn anh chị nào mà muốn xem trực tiếp thì cứ qua cửa hàng bên em nhé. 568 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình. Trống gỗ đây. Tiền gỗ. Ngoài mặt hàng này thì bên em còn rất nhiều mặt hàng khác nữa nha. Có guitar điện, guitar bass, guitar thùng, đồ đầy đủ hết. Piano cơ, piano điện. Cơ điện. Cơ thì giá tầm cỡ từ mười mấy 20 triệu là đã có cơ xài rồi nha anh chị. Còn piano điện thì phân khúc từ thấp đến cao, từ đâu lên quanh cỡ 4-5 triệu bắt đầu có rồi, 4-5 triệu cho tới mười mấy 20 triệu nha anh chị. Rồi, xin chào anh chị nào có nhu cầu thì cứ qua cửa hàng em nha. Rồi, bye bye.